lưu đá phong thủy cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh Đại Trạch Thổ. Thứ nhất, truyền thuyết về Tỳ Hưu. Tỳ Hưu là một trong những linh vật linh thiêng trong truyền thuyết và cho đến nay vẫn được dân gian kính trọng, thờ phụng. Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con và Tỳ Hưu là đứa con thứ 9. Sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất, ở Tỳ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỳ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác như đầu kỳ lân có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, mông to, đuôi dài, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Chính vì lẽ đó, dân gian quan niệm rằng khi sở hữu một Tỳ Hưu bên mình thì người sở hữu sẽ sớm trở nên giàu có, bởi của cải chỉ có vào mà không có ra. Thoạt nhìn, Tỳ Hưu trông rất hung hãn, dữ tợn, nhưng lại toát lên thần khí oai nghiêm, kiêu hãnh, tự tin và đầy sức mạnh. Ngoài điểm độc đáo về hình dáng, Tỳ Hưu còn có một đặc điểm đầy thú vị, đó là thức ăn của Tỳ Hưu chủ yếu là vàng bạc, châu báu và tinh huyết của các loài ma quỷ. Chính điều này đã làm cho bản thân Tỳ Hưu thêm nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài lộc, mang lại nhiều điều tốt lành. Theo quan niệm của các nhà quyền quý thời xưa và trong phong thủy thì Tỳ Hưu chuyên ăn vàng bạc nhưng lại không có hậu môn nên chỉ ăn vào mà không thất thoát đi. Vì thế trong phong thủy, các nhà quyền quý thời xưa trưng Tỳ Hưu để cầu tài lộc với hy vọng sự giàu có, sung túc trong công việc, kinh doanh cũng như thăng quan tiến chức để bổng lộc ngày một nhiều thêm. Thứ hai, Tỳ Hưu có tác dụng hộ mệnh, xua đuổi tà ma, tà khí. Do đặc điểm bên ngoài của Tỳ Hưu nhìn rất hung hãn, dữ tợn, đồng thời lại thích hút tinh huyết của các loài ma quỷ và trừ chúng. Vì thế ma quỷ rất sợ Tỳ Hưu, nên trong phong thủy người ta quan niệm nếu đặt Tỳ Hưu ở trong nhà thì có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, nên đặt ở các hướng tốt như hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh của các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thứ ba, Tỳ Hưu có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy. Khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Thứ hai, Tỳ Hưu đá phong thủy cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo phong thủy, mỗi mệnh hợp với các màu sắc khác nhau, đây cũng là lý do vì sao mà khi chọn Tỳ Hưu người ta lại quan tâm đến màu sắc. Nếu chọn màu không hợp với bản mệnh, không những không có tác dụng tốt mà còn phản tác dụng, không tốt đến người chủ. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, có ngũ hành nạp âm là Đại Trạch Thổ. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Tỳ Hưu đá phong thủy có màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc mệnh hỏa để được năng lượng tương sinh, hoặc các màu vàng, nâu đất thuộc mệnh thổ sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn như Tỳ Hưu đá thạch anh mắt hổ vàng nâu. Đá thạch anh mắt hổ vàng nâu, viên đá tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, đem lại tài lộc vững mạnh, tốt cho sức khỏe của người đeo. Về mặt phong thủy, khi đeo Tỳ Hưu từ đá thạch anh mắt hổ vàng nâu sẽ giúp tăng sự tự tin hơn cho người đeo, thêm dũng khí, tăng cường ý chí, quyết đoán hơn, vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đem đến sự thành công. Nhiều người tin rằng khi đeo Tỳ Hưu làm từ đá thạch anh mắt hổ vàng nâu thường xuyên sẽ giúp kích thích lòng tin, mở rộng nhiều mối quan hệ, tạo ra nhiều cơ hội, mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Tỳ Hưu đá agat đỏ. Tên gọi agat
bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là hạnh phúc. Từ ngàn năm trước, loại đá này đã nổi tiếng trong phong thủy để làm bùa hộ mệnh, mang lại may mắn, bình an cho con người. Đá agat đỏ có thể chữa được nhiều bệnh liên quan tới vùng họng, giúp giải độc, trung hòa nồng độ axit ở dạ dày. Là viên đá hấp thu rất nhiều nguyên khí trong tự nhiên nên có khả năng chống lại nhiều tia năng lượng có hại, âm khí và ma quỷ, bảo vệ chủ nhân khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. Tỳ hưu đá agat đỏ là trang sức biểu tượng cho sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ, mang lại phú quý cho người đeo. Tỳ hưu đá thạch anh tóc vàng. Thạch anh tóc vàng tượng trưng cho trí tuệ, sự thông thái và anh minh, là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Với màu vàng đặc trưng, chúng biểu tượng cho màu của nắng, màu của ánh mặt trời ấm áp, có ý nghĩa là mang lại hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe tràn trề. Đeo tỳ hưu đá thạch anh tóc vàng bên mình có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giúp cơ thể hồi phục sau trị xạ, có tác dụng tốt trong điều trị về đường hô hấp. Khi đeo tỳ hưu làm từ loại đá này bên mình có khả năng làm tăng trí tiến thủ, tăng dũng khí để đối diện với thử thách. Đặc biệt, khi đeo tỳ hưu từ đá thạch anh tóc vàng thì sự nghiệp của chủ nhân luôn được thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt và thịnh vượng. Tỳ hưu đá thạch anh tím. Trong suốt chiều dài lịch sử, những viên đá thạch anh tím được coi là đá của quý tộc, đá của hoàng gia, được sử dụng nhằm cải thiện sức khỏe, giúp giải rượu, rối loạn giấc ngủ, thần kinh, rối loạn tâm thần. Và theo nghiên cứu mới nhất, đá thạch anh tím phát ra năng lượng tích cực, hữu ích trong việc giúp cai nghiện, là viên đá được mệnh danh là viên đá hộ thân mạnh mẽ, bảo vệ bạn khỏi các yếu tố tiêu cực, đón nhận may mắn. Năng lượng trong đá thạch anh tím còn giúp bạn hỗ trợ tốt cho các mối quan hệ xã hội, tăng cường tình cảm gia đình, bạn bè, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Thứ ba, một số lưu ý khi sử dụng tỳ hưu. Để linh thú có thể phát huy hết tác dụng, khi dùng tỳ hưu cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như: trước tiên, bạn cần phải đảm bảo rằng đã chọn được cho mình mẫu tỳ hưu từ 100% đá tự nhiên, vì các loại đá tự nhiên trải qua hàng triệu năm tồn tại mới hấp thụ được tinh khí đất trời, mang năng lượng phong thủy cao. Thứ hai, sau khi thỉnh tỳ hưu về, cần khai quang điểm nhãn thì tỳ hưu mới phát huy hết tác dụng. Tránh việc sờ, chạm hoặc để người khác sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của tỳ hưu như mắt, mũi, răng, miệng, sừng tỳ hưu. Điều này làm tổn hại đến tỳ hưu vì chúng được ví như linh vật có hồn. Không mang theo tỳ hưu khi quan hệ vợ chồng, khi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Không dùng tỳ hưu làm trang sức cổ chân. Khi đi ngủ thì không nên đặt tỳ hưu ở vị trí đầu giường. Nếu đang đeo trang sức tỳ hưu bên mình, tránh không đem cho, tặng hay bán chúng cho người khác. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đem tặng và bán đi sự may mắn, tài lộc của bản thân vào tay người khác. Cũng như một số linh thú khác, sử dụng tỳ hưu mang lại rất nhiều lợi ích về phong thủy, nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Do đó, các bạn nên tìm mua các mẫu tỳ hưu ở những địa chỉ uy tín. Không nên sử dụng tỳ hưu làm từ đá bột, trông sẽ bắt mắt, giá thành rẻ nhưng lại không có giá trị nhiều về mặt phong thủy. Cũng như các sản phẩm tỳ hưu đã qua quá trình chế tạo, nấu đúc, vì như thế được xem là vật nhân tạo, không tích tụ được linh khí đất trời, sẽ không đem lại tác dụng như mong muốn. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý bên mình có cung cấp các loại trang sức tỳ hưu được chế tác từ 100% đá tự nhiên, có chất lượng tốt. Các bạn hãy liên hệ số điện thoại 091 199 8682 hoặc 0986 707 892 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi đặt các vật phẩm bên mình, các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú, khai quang vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí giao hàng tận nhà. Thứ ba, về chế độ bảo hành sản phẩm, lên đến 1 năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Hẹn
gặp lại các bạn trong video sau.